Thưa quý vị, sáng nay, Ban Dân vận tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2023 cho gần 190 cán bộ lãnh đạo, Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, trưởng phó khối vận các xã, phường thị trấn trong tỉnh và cán bộ phụ trách công tác dân vận ở các đảng ủy trực thuộc tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước nhấn mạnh, nội dung chương trình lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm nay được tập trung vào những nội dung là một số kết quả nổi bật 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ. Triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đổi mới hoạt động dân vận của các cơ quan nhà nước, những vấn đề đặt ra hiện nay, vai trò của công tác dân vận trong tuyên truyền người dân thực hiện giải tỏa đền bù, thu hồi đất, thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kỹ năng vận dụng công tác dân vận trong xử lý điểm nóng chính trị xã hội tại địa phương, đơn vị. Qua chương trình bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác dân vận về tư tưởng công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận trong tình hình hiện nay.